Kính thưa quý vị, thêm một container chứa hàng điện tử, điện lạnh nhập lậu vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 7, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm đếm container chứa đầy hàng lậu được nhập khẩu qua cảng Cát Lái. Trước đó, ngày 3 tháng 7, lực lượng hải quan phát hiện container hàng do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Nguyễn Tân đứng tên có dấu hiệu nghi vấn. Qua soi chiếu và giám sát trọng điểm, sáng 5 tháng 7, lực lượng hải quan đã tiến hành mở container này để kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm máy lạnh, nồi cơm điện, máy xử lý không khí, loa thùng, tủ lạnh, máy quạt nhập lậu. Đây đều là mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Cách đây không lâu, cơ quan chức năng cũng đã khám xét 3 container của công ty này đứng tên. Dù trên giấy tờ khai báo là ván gỗ, nhưng bên trong chứa hơn 2.000 thiết bị điện tử, điện lạnh có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Trong thời gian gần đây, từ đầu năm đến nay thì tại khu vực hải quan khu vực 1 đã phát hiện đến nay 15 lô hàng. Thủ đoạn chung của doanh nghiệp thì họ cũng chung được một cái khai báo hàng, mặt hàng là tên khai để thay đổi tên hàng, mục tiêu tránh cái việc kiểm soát cơ quan hải quan sau khi mà nhập khẩu mở tờ khai vào Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục sẽ định giá, cái giám định cái định giá và xe hàng này sẽ chuyển, cái sau đó là xác minh điều tra và chuyển cơ quan công an truy tố theo quy định pháp luật. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.